Đông Đông, ngươi đã làm gì Đông Đông? Đừng chạm vào nó. Thanh niên, tao vừa rồi không hề ra tay với nó. Đó chỉ là linh lực cạn kiệt, từ bước vào trạng thái điều thức mà thôi. Ta chỉ tin vào những gì ta tự mình thấy. Đôi mắt ngươi cũng có thể bị giả tướng mê hoặc. Lão già này rốt cuộc là người hay quỷ? Đến được ta rồi. Quả nhiên là ngươi. Chủ nhân, cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này. Lão nuôi sống đến giờ, thật không ngờ còn có ngày hôm nay. Ngươi lại đang chơi trò gì nữa? Thanh niên, ngươi đã từng nghĩ chưa, tại sao ngươi có thể sử dụng hậu nghệ cung lại được ngọc như ý nhận chủ? Ngươi có từng nghe nói vì sao vạn năm trước từng chết Mai Diệt không? Có gì cứ nói thẳng ra, đừng làm người đó câu đố có vui không. Chủ nhân của ta chính là một trong những thượng cổ thần ma đã ngã xuống năm đó. Vậy vừa rồi giọng nói đó là của chủ nhân ngươi sao? Giọng nói, ngươi nói là nó sao? Dưới lòng đất có một đống bùn thối. Những gì nó nói, ngươi đừng tin một chữ nào. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta thấy ngươi mới là kẻ nói nhảm. Nếu ngươi chỉ tin vào những gì mình thấy, vậy thì tự mà xem đi. Sức mạnh thật lớn, cơ thể không khống chế được nữa. Đây là gì? Chủ nhân đã dặn gặp người có thái cực thần ma đồ, phải giao lại linh thức còn sót lại trong ma điện này cho hắn. Hy vọng ngươi đừng phụ lòng chúng ta. Đây là ảo cảnh sao? Đây là đâu, họ đang làm gì? Độc Cô Bài Thiên, Mai Chủ. Xưng mình là tiên đạo, lần này lại là hóa thân nào của các ngươi? Chúng ta đều là vạn vật, vạn vật đều là hóa thân của chúng ta. Giả dối, người sử dụng thần ma tự tàn sát lẫn nhau, điều khi em lục giới trong tay, lại nói gì mà bao dung vạn vật. Lão già đừng lắm lời nữa, ra tay thôi. Lão bất tử vẫn nóng nảy như vậy sao? Vậy thì cùng xông lên đi. Con kiến trung cây, nói dễ vậy sao? Ánh sáng của đom đóm mà dám tranh sáng với nhật nguyệt. Đây là loại tồn tại gì mà khủng khiếp đến vậy? Dù các ngươi liên thủ cũng không thể thay đổi được gì. Nếu đúng như vậy, vậy sao ngươi lại giấu thiên nhãn căn bục?
tại vùng đất cực hàn này. Chỉ mới thấy được một tinh thiên cơ, đã dám mơ tưởng nghịch thiên cải mệnh. Thật đáng thương cho ngàn năm tu hành, lại biến thành hai linh hồn nhỏ bé trong luân hồi. Trời đã mất đạo, cần gì phải phụng trời. Muốn phản lại ngươi đâu chỉ có hai chúng ta. Để ta thử xem có thể chặt đứt sợi xích luân hồi của ngươi không. Đạo đã chết, ma sinh ra, lão già đáng chết sao mà nhiêu lời quá vậy. Ngông cuồng kiêu ngạo, ăn nói hàm hồ, ngươi còn chịu nổi không lão già? Không sao, phàm nhân cũng tốt, thần ma cũng được, đều có số mệnh đã được an bài. Nghịch thiên cải mệnh chẳng qua là giấc mộng viễn vông của các ngươi mà thôi. Nhân quả rối ren không thể gỡ bỏ, lục đạo luân hồi khắc ghi lịch sử. Vậy hãy lấy trời đất làm bàn cờ, chúng sinh làm quân, để tỷ sinh linh làm binh, chịu triệu thần ma làm tướng. Chờ đến khi âm dương đảo lộn, ta sẽ dùng ma huyết của mình nhận trời cao, nghịch thiên cải mệnh. Không phải là viễn vông, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta sẽ phá vỡ trời đất này. Tiểu bại, phụ thân, trời khó diệt, nước khó chung, phàm cũ trôi qua, ngàn năm mênh mông, trời đất rộng lớn, phá vỡ hư không, luân hồi đảo lộn, hồn phách tiêu tốn, rồi sẽ tái sinh. Chiến tiên đạo, tiêu thân, sâu kiến, châu chấu đá xe. Thiên nhãn căn mục chưa bị hủy, cố thêm chút nữa, giúp con ta thêm một lần. Hai người sẽ cùng biến mất trong dòng chảy lịch sử. Trời đã phu đạo, chém trời là được. Không, đứa trẻ đó thành công rồi. Thiên nhãn căn mục đã bị hủy, trong vòng luân hồi tiếp theo trời sẽ không phát hiện ra hành tung của hắn nữa. Chỉ cần thần thức không diệt, tất cả các thần ma nghịch thiên sẽ hỗ trợ ngươi. Dù trải qua bao nhiêu luân hồi, ngươi đều có hy vọng thắng thiên. Thắng thiên, bắt đầu rồi. Mau giữ chặt cô ấy, đừng để phụ huynh qua đó. Cô ấy sẽ chết mất. Phụ huynh,
Đừng mà. Thân ma tụ hợp. Lục đạo luân hồi. Luân hồi. Nên tỉnh lại rồi. Thiên nhãn căn mục tuy đã bị hủy, nhưng vẫn không thể dễ dàng lay động. Chỉ có trải qua vạn năm, hợp nhất khí sinh tử ở nơi này. Nếu Thái Cực Thần Ma Đồ thật sự luyện thành, có lẽ ván cờ này chưa chắc đã là cờ chết. Ta rõ ràng đã chết rồi bà. Thần Nam, ngươi đã thấy câu trả lời ngươi muốn chưa? Ta thấy chiến thần thái của chiến đấu với trời đất, thấy những người trẻ tuổi như ta hiến thân vì đại nghĩa, thấy phụ huynh. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại dở những trò này với ta? Bởi vì đây không phải huyễn thuật, chỉ là ký ức của Thái Cực Thần Ma Đồ ẩn trong cơ thể ngươi mà thôi. Rốt cuộc Thái Cực Thần Ma Đồ là gì? Cánh cửa bọn họ đang đánh nhau là gì? Một vạn năm trước, thiên đạo hiện thế, chúng thần lục giới đã chia thành hai phái nghịch thiên và thuận thiên. Các thần mang nghịch thiên thần thấp vì bảo vệ sinh linh, không tiếc lấy thân chiến với trời. Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, nhưng chúng ta đều đã thất bại. Thần chết, ma diệt, cát bụi trở về với cát bụi. Ngươi còn một cơ hội cuối cùng. Người trẻ tuổi, ngươi và ta đều chỉ là con cờ trên bàn cờ này. Ta chỉ có thể nói với ngươi, vạn năm trước, tất cả thần ma nghịch thiên đều đã lập thệ. Sau khi chiến tử, sẽ giao toàn bộ sức mạnh cho Thái Cực Thần Ma Đồ. Đây là, giờ đây, ta đã hoàn thành sứ mệnh của thần bột. Vậy nên ngươi đã canh giữ nơi này suốt vạn năm, ngươi chưa từng nghĩ đến việc ra ngoài sao? Tất cả đều bị trận pháp của chủ nhân ngăn cách khỏi thế gian. Ta thậm chí đã quên mất thế giới mà ta bảo vệ. Trông ra sao rồi? Tiên bối, ngài, ta đã là kẻ sắp chết. Người trẻ tuổi, ngươi không cần lo cho ta. Bảo vệ bí mật của Thái Cực Thần Ma Đồ. Mau chóng rời đi. Nơi đây chính là nơi an nghỉ tốt nhất của ta. Lão tiền bối, ngài đợi đã. Ta nhất định sẽ để ngài được thấy thế giới mà các ngài đã bảo vệ. Đây là ánh nắng. Thật ấm áp. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi. Lão hủ không còn tiếc nuối gì nữa. Lão già này. Đông đông. Đông đông. Mấy ngàn năm rồi, lão tử cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Tên tiểu tử ngươi còn sống. Ngươi chính là con cái chặt chết tiệt đó đúng không?
vừa rồi nói chuyện với ta chính là ngươi sao? Lão tử lên trời xuống đất vô địch thủ. Long tộc từ xưa đến nay ta là kẻ đẹp trai nhất. Tử Kim Thần Long, nếu không phải bị đám khốn Tây Phương vây công đến trọng thương, rồi bị phong ấn ở đây, thì bây giờ danh ta đã lừng lẫy thiên hạ, thế thiếp đầy đàn, sống những ngày tháng tiêu dao không biết chừng nào. Lên trời xuống đất vô địch thủ, mà cũng bị đè dưới lòng đất suốt một vạn năm. Xem ra vô địch thủ này cũng thổi phồng quá nhỉ. Dám cười nhạo bổn đại gia đây. Ta thấy tử tử ngươi chán sống rồi.你怎么来了？我吃了你的小相好，讨你做堂客。孟姑娘别怕，有我在，他不敢怎么样。冷大爷我一回头，迷死路边一头牛。恩将仇报，是非不分。难道他是孽畜？